em vẫn bón cái cà rau luôn. Nhưng mà bác ở đấy thì bác cũng bón mình thì bón cái cũng gì? mình thì bán chủ yếu là bán cái gọi là hàng của nó, thằng Belarus, nó là hiện là chắc là cái công thức của nó là của thằng Nga Belarus đấy, Belarus, gọi là nhưng mà vẫn là cà rau rua hay là Sun Phát ạ? Chắc là cà rau rua. khả năng đúng thì mình cũng không không để ý, nhưng là gọi Không, là bây giờ hàng. các bác bón, các bác phải hiểu rõ được cái tính chất và cái nguyên lý của từng cái loại kali đấy cơ. Chính xác. Ví dụ như là cái kali cà rau rua thì hàm lượng kali của nó sẽ cao hơn. Đấy, hàm lượng kali nó thường thường nó từ 60 đến 61%. Đây anh cứ đi xuống dưới, đi thẳng xuống. Để bắt đầu gãy rồi anh, chống không ấy là gãy rồi. Chống mà không nựa mà Gãy. căng căng là nó cũng 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 gãy đấy. Chống nhưng mà kiểu Đấy như chống ra đầu. đúng rồi, Đây phải chống này, đấy này, bắt đầu đúng gãy ra là căng. phải đỡ ở ngoài đấy chút thì nó hợp lý hơn. Lúc đầu thì cứ nghĩ là cái thời gian lúc đầu thì nó mưa suốt như vậy thì tưởng là nó sẽ không bị cháy nắng nhiều ấy, nhưng mà chính sau này không 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 che được, những không che được cũng cháy nhiều đấy. chính Nhưng mà mà nó không cháy nó vừa nhiều rồi mấy bông nắng nó vừa rồi đấy, chính nó bị gọi là nó ảnh hưởng cái màu ý là nhiều hơn mấy trận trước đấy Nam ạ. dưới anh có bị những cái vẹt như này không? Đây. Nói chung nhà mình mà những vườn bưởi diễn gì nó bị còn nặng hơn nhiều thế này luôn Nam ạ. Cái này chính là do tác nhân, là do cái con nhện trắng lên Đấy. này, nhện trắng là một thời gian mà mình không phun được lên anh này. Bưởi nhà mình năm nay thì hầu hết là nó còn bị nặng hơn thế này đấy, thì Rất nhiều nhà bị đen thui luôn. chính xác đấy, nó không được sáng như bưởi nhà đâu. Đây, bắt đầu thì nhà em cũng thỉnh thoảng bị thôi. Nói chung là do cái thời tiết năm nay nó mưa nhiều ấy, nó mưa nhiều mà mình không phun được kịp thời theo được cái định kỳ đấy. Giờ nó lớn lên nhìn nó mới dỗi, nhìn nó mới sai 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 đặc hết luôn. Chịu hết xuống này nhưng mà Như bưởi nhà mình mà bưởi diễn ấy, những cái chuẩn bưởi diễn là đa phần nó bị như kia hả? bị như thế kia là Đấy, phần thì lớn. em bị thỉnh thoảng cũng bị một ít, kiểu như là mình mưa nhiều mình không 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 ấy được. Đây là đào đường, đây đào đường Tân Lạc. Đẹp, cái này đẹp. Lâu lắm thì em cũng chưa chưa tháo lại ra đâu, thử tí xuống dưới kia rồi tháo lại, nhưng cũng lâu rồi không 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 tháo. Bên này thì bưởi diễn năm nay thì Bưởi đấy, diễn những là cái thế. size như thế này thì những cái loại như này thì là mình vẫn bán bưởi gọt được. Này bưởi thờ thì nhà em tiếc bọc vào cũng tương đối là nhiều bưởi. Không, kể cả những cái mức kia mà những cái quả, kể cả như em bọc vào là nhìn thế thôi nhưng nó cũng ra bưởi thịt hết mà. Không không còn cái số như bưởi nhà đây, như mà mình mà nhìn gì cái số bồng này của nó không đáng Đây, kể năm đâu. nay nó mưa quá nhiều anh nhỉ, nước nó ít như này cho nên là đây cây bắt đầu khi mà hiện nắng này là có hiện tượng bắt đầu héo này, cái rễ Đấy. nó sẽ bị kém đi anh ạ. Đúng rồi. Nó mưa nhiều quá. Thì những cây này là như cái hướng này là còn lại phải cho chung quanh ráo thêm với trời nó dời cái góc lên một chút nữa nào. Vâng, chỗ này Chỉ em bảo là phải khoai thêm. cho gọi này cho nó cho gọi là chớp 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 bù chớp lớn lên một chút nữa thì hợp lý hơn, với chung quanh đây là phải cho nó thoáng thêm một chút. Những cây này về cuối năm là chất lượng tốt lắm đấy. Vâng, rất ngọt luôn nữa. Ngọt. Đây hôm nọ cái ao bèo nó kín đặc, hai vợ chồng là phải cái hai cái bể em ngâm cá với đỗ tương này anh. Đây toàn cá với đỗ tương đây, nhưng mà anh bảo đây sử lượng một cái phân silic đây, nó cũng mình ngửi em thì cũng có thấy mùi vậy đâu, Nghe cũng cũng không không mình cũng không thấy mùi đâu nhé, không có mùi nhá. cũng ở này ấy thì nó cũng hơi hơi một chút thôi. Nó gọi là thế nào đây, Thế toàn này thì một năm tính thế này Nam có khi phải phải biến cá với xin ích tận tận mấy mấy lần à? em thì cái như năm đầu đầu năm thì em cũng ủ cái đỗ tương ấy, em ủ đỗ tương thì khi lúc em mua được hơn hai thì vào gần 3 tấn ấy em cho vào đây Ừ. thì là lấy vào lộ 4 tạ rưỡi silic rồi, 4 tạ rưỡi silic xong rồi cá nữa lại vào tương đấy nữa thì là xong rồi. Sau cái đợt mà nó mưa nhiều thì em cũng lại bón một lần nữa, mỗi cho mỗi cây 1 cân nữa.
Tức là em chủ yếu là tưới qua cá này và tưới qua đỗ tương này, dùng bằng cái silic đấy. Còn bón thì em mới bón một lần. Bón một lần vào một cân một cây. Nếu thế mà tính 4 tạ rưỡi silic với lại hàng mấy tấn đậu tương thế gì để mà nói mà tính ra mà phân kia thì nó chất lượng nó cũng tại vì cái đậu tương ấy thì em mua được nó rất rẻ, có 2.000 một cân. Đây cái bưởi này là bưởi hoàng đấy anh này, bắt đầu lên mã rồi này. Đúng rồi, bắt đầu lên mã vàng rồi này, đang bắt đầu là có hiện tượng vàng rồi này. Cái này là hình như là thu vào tháng 10 đổ đi là bắt vâng, đầu rồi sao năm bắt đầu là từ tháng 10 nhá. Ừ, cái này chín trước mấy tháng. Bắt đầu em nhìn thấy bắt đầu nó có màu chuyển sang màu vàng vàng rồi. Như bưởi hà hoàng mà cái chai này là bưởi này chất lượng này sẽ tốt đấy đấy. Vâng. Nam. Bưởi hoàng này thì cần quả nó nhìn hơn bưởi diễn một chút. Chính xác đấy. Nhìn hơn bưởi diễn một chút. Ở mấy anh em ở cùng làm cũng một số anh em có là đa số quả nó bồm, thậm chí nó còn tơ hơn cả những quả này luôn nào ạ. Làm kiểu này không có cái hướng để cho nó ổn định, nó quả nó không được sai điều đấy. Mà đây bắt đầu lên màu vàng đây rồi. Đấy, bắt đầu là những bưởi ý là nhìn cái mức ý là bắt đầu vào đường rồi đấy. Rất nhiều người thì bảo là cái bưởi này bán khó bán mới ăn không ngon, nhưng nhà em thì em thấy là cái bưởi này nó cực kỳ là ngọt luôn ấy. Ừ, nói chung gì nhiều đấy. Người ta không gọi là ấy mà như bọn em gọi là nó gọi là siêu ngọt ấy. Đo độ đường có thể nó đạt lên đến 17, 18 luôn. Thế giờ cái cương công thức giờ nhà mình chăm bưởi như thế thì kiểu gì chất lượng nó sẽ lúc nào nó cũng sẽ ổn định, nó sẽ tốt hơn. Hơn quá nhiều so với những vườn khác chứ. Lập hết lên được đấy. Còn người ta làm người ta không có cái lộ trình chăm sóc gì. Bưởi sới nó không được đúng quy trình thì làm sao mà chất lượng mà tốt được. Đây em thấy bắt đầu nó lên màu đấy rồi. Bắt đầu chỉ đầu lên màu sang rồi là cuối tháng 8 là bắt đầu là lên màu đây. Nó bắt đầu có màu vàng rồi đây này. Năm nay chiều hướng là bưởi nó sẽ chín sớm hơn anh ạ. Có thể là như thế đấy Nam ạ. Em thấy là nó sẽ chín sớm hơn. Như cái mức độ mưa nhiều nhưng vườn nhà mình mà như mình đi thăm chung quanh khu nhà mình thì cũng có một số anh em cũng chăm sóc cũng gọi là cẩn thận lắm nhưng cũng không bao giờ đẹp bằng vườn nhà Nam được. Như dưới anh thì anh bón mấy lần kali rồi? Bón 2 lần rồi Nam ạ. Em nhà em đây là năm nay em bón sớm hơn. Tại vì là năm nay là lý do là do nó mưa nhiều, quả nó to hơn. Cho nên là em bón nó sớm hơn để nó hãm quả lại. Nên là em bón lần vừa rồi là lần thứ 4 rồi đấy. Nhà mình chỉ mới được 2 lần thôi. Thế như này nó như gì mình thì mình cũng có một chút là cũng để ý về để là bưởi cani đấy Nam ạ. Chỉ mình mà thấy mà bưởi mà mình thì cũng không bao giờ mình bưởi nhiều đâu Nam ạ. Thế nhưng mà mình thấy là nếu bưởi cani bình thường nó cũng vẫn lớn quả đấy, chỉ cũng không phải là anh bón kali xuống để nó hãm lại, nhưng mà thực ra là ở trong đất này nó vẫn còn rất nhiều kali chứ anh, rất nhiều những cái chất dinh dưỡng khác, cho nên quả nó vẫn lớn. Nó vẫn lớn. Mình bón thì để cho nó hãm lại thôi. Nó hãm lại thôi chứ còn thì ra là nó không thể nào mà bảo là bón kali vào cái là nó không lớn quả nữa thì không phải. Nó vẫn lớn quả. Thì mình thấy là bưởi thì nó cũng có thể là mình đúng là nó nhìn thấy quả nó cũng lớn, nhưng mà chất lượng lúc nào kiểu gì nó vỏ nó sẽ mỏng hơn này. Nó sẽ mỏng hơn, chất lượng nó sẽ tốt hơn. Tại vì là cái hàm lượng kali ở trong đất này thì bao giờ nếu như muốn đạt được cho quả nó ngọt thì như bọn em có máy đo ấy, thì nó phải đạt được từ 170 đến 200. Thì cái lượng kali nó mới đủ để cho cây nó làm ngọt quả tốt được. Chứ còn nếu một cái lượng kali mà thấp hơn thì cây quả không bao giờ ngọt được. Chứ còn cái lượng đạm thì nó chỉ cần từ 70 đến 100. Nhưng lân thì nó lại chỉ cần từ 17 đến 20 thôi. Đấy, nhưng thường thì ở trong đất này bao giờ cũng thừa nhiều lân hơn anh ạ. Trong đất này thì bao giờ cũng thừa đây. Nhà em này, anh xem cái đất này, bón được ấy nên là cái mùn run rồi là mùn run. Nó đất nó cũng không bị chai. Đất mình nó sử dụng cái hữu cơ nó nhiều hơn. Mình mà nhìn vào đất này là đất này thoáng đấy, thoáng khí đấy.
nó không bị cái hệ là nó bí, nó kiểu nó bị rêu nhiều đấy đấy Nam. Ví dụ thế, nhìn đất này là thoáng. Mà những dịp vừa vừa qua mưa nhiều, mưa xong như thế này mà coi như thế này là quá là đẹp, yên tâm rồi Nam ạ. Bóc bóc thử nhà chú cái đấy nó đã vàng chưa? Lâu lắm rồi chú không bóc. đấy là đào đường. Đào đường Tân Lạc đấy. Đấy cái mấy cái cây đấy là cái quả nó to, còn những cái cây này thì nó ra sâu hơn thì quả nó sẽ nhỏ hơn đi. Luận văn thì đây có một cây này, mới lại tí ra đằng kia chưa sang. Đây bác thử bóc thử. Đây đúng rồi, trong đấy, đấy cây đấy, cây trong đấy. Cũng lâu lâu em chưa bóc thử nhưng mà thực ra đây nó mới là bây giờ mới là giữa tháng 7. Xem cái đầu dây nó chỗ nào đây. Đây là đào đường Tân Lạc. Quả này thì mạ đẹp lắm nào. Nó mới là lên cái màu vàng đấy thôi chứ chưa. Quả đẹp, chưa phải là đỏ hẳn nhưng mà đâu giờ đã lên mạ đời thì phải tầm ít phải cuối phải trung tuần tháng 9 chứ. Vâng, nhưng mà đấy mình là bể thờ này đa phần là bán vào dịp Tết anh ạ. Cho nên là cái dịp Tết thì nó sẽ nhưng mà như những bưởi như mình thì mình như mà mình đánh giá thì những bưởi nhà mình, bưởi nhà Nam năm nay là có khi mà nếu mà người ta cần hàng là có thể là đến tháng 10 đến tháng 11 là hết hàng. Đấy, nếu mà cứ cái hướng này nó đang đỏ lên, nó đang bắt đầu trắng tinh như thế này rồi. Đấy. Kiểu nó màu vàng, vàng hơi trắng đậm lên rồi. Cho nên là mình nghĩ là có thể còn không giữ được đến tháng 12 đâu, có khi khách thì người ta đã năm nào cũng bán vào tháng nhu cầu người ta đã cái nguồn cầu là người ta đã đợi hết rồi đấy. Chỗ này là đào đường này chú, dưới kia là diễn. Còn cái tiến vua chỗ này cũng có một cây sai lắm, đây trên này đây. Tiến vua thì chú thực ra bóc chú lâu lắm rồi chú. Cái tiến vua à? Tiến vua thì chú thấy cũng không chăm sóc, cũng không có gì là khó là ấy cả, nó vẫn như cái bưởi kia thôi, nhưng mà có điều là cái cuống và cái ấy của nó là nó hay rụng và hay gãy. Đây tiến vua đây, tiến vua đây cũng chưa bóc thử xem. Đây cháu thử một quả xem nó to, quả này to như này như mọi năm, là như năm ngoái là phải bán được 150.000. Bắt đầu cũng lên màu vàng rồi. Đến Tết cơ mà, cái này mình bán vào Tết cơ mà. Nếu như mình không bọc vào thì là nó vẫn sẽ còn màu xanh. Có những quả nào mà mình không bọc đấy. Thì cái túi màu đen này như rất nhiều người cứ nói là không bọc cái túi ngoài thì chữ là tàu, trong thì màu đen ấy kia chắc là nó nhuộm bưởi, nhưng thực ra không phải. Cái giới này đúng là dày hơn giới nhà mình có dày hơn. Dễ hơn. Ê, tiến vua đây anh ơi, cây này phải đến hàng trăm quả. Đây này anh ơi, ví dụ như này, cái quả trên đỉnh này. Mình không bọc thì nó sẽ xanh như kia không anh? Đấy. Xanh ngắt như kia. Đấy, khi mà bọc rồi đây cháu nó vừa tháo ra đây, bọc rồi nó cũng trắng như thế kia chứ. Trắng như kia rồi. Nếu như mà cái số bưởi tiến vua với bưởi Tân Lạc nhà mình năm nay đẹp lắm. Vâng. Nhà mình gì nói thật mà nói gì nên là nó không đạt, nó không theo ý mình làm. Đất này xem này, mùn run nó như thế này không? Bón mình bón toàn phân hữu cơ, phân chuồng. Đấy, nó thoáng khí. Còn mà đất mới là cảm tưởng nó bí, nó nì, nó chệt đất. Xem quả nhỏ này. Tiến vua này nhà em chỉ được có hơn chục cây thôi, trước trồng nhiều lắm rồi. Quả này đã cũng lên trắng, cũng trắng. Bắt đầu lên màu trắng rồi. Đây này, của nó đây này. Đó. Không bọc thì nó thế này mà. Bọc thì nó lên đấy rồi. Những quả tơ ấy thường thường là như mình mà xem là thường thường nó lên màu hình như nó cũng nhanh hơn Nam. À không, bắt đầu lên màu mà lúc nào nó gần chín thì nó càng nhanh lắm. Nhưng mà đương cái ý nữa là những quả to hình như nó lại lên màu trước. Quả to nhỉ? Ừ, ví dụ thế. Vâng.
Cái giới này cháu nó bảo không dày hơn, nhưng mình khẳng định đúng là dày hơn giới nhà mình, không nói được. Nhà em này là cái giấy này là 2 cân 2 đấy ạ. 2 cân giới 2. Kia thì như núc nó nới là như con bé nó chuyển gì nó nới là con 9 với 2 con thôi, không bao giờ được 2 cân 2 đâu. Không bao giờ được. Đây là đào đường. Thực ra cái đào đường Tân Lạc như này thì nếu như mà mình mà cứ để không bọc như này bán thì giờ nó đại trà quá là không được bao nhiêu tiền nhá. Thế nên như năm ngoái nhà chú bọc được, nhưng ngoái nhà chú mã chắc chắn là nó sẽ không được đẹp như năm nay đâu. Nhưng mà thế cái hàng chọn đấy chú, người ta vào vườn người ta chọn chú là vẫn được 60.000. 60.000 một quả. Sau một cái loạt nữa thì bán được 40.000. Xong cái... còn cái loạt cuối cùng thì là 35-30.000. Chứ còn những cái mà để những quả bé này mình không bọc, mình để lại như này thì bán hàng ăn thôi thì chục nghìn. Từ coi mới. Những quả tôi này mấy con chứ Nam, đúng không? Những quả này thì đến lúc trời 2 con là cái chắc không bao giờ dưới được. Những quả này trên dưới 2 con. Con rưỡi là thế nào? Những quả này lúc trời là phải trên dưới 2 con hết. Giờ con rưỡi cũng không hết luôn. Cái cây này là tiến vua. Giời này giá hơn giời mấy muốn là còn đa quả, còn con thon vào. Cái cây đấy hình như cháu nó vừa bóc cái quả đấy là sao? Đã quán là phải quán chịt nó cẩn thận vào chung quanh hết thì nó mới làm được chỗ. Càng chịt được chặt bao nhiêu thì càng tốt. Chắc sợ nhất là không phun được cái con dẹp con dày ấy, xong lúc mình bọc cái này mà nó chui hết vào trong nó cắn ấy. Nó gọi là nó mà đã làm tổ ở trong đó rồi thì cái năm mình bọc một ít bưởi diễn là cũng cái hiện tượng ý bị mất một số. Nó cái cây này đấy, đây luận văn đây, bên kia nữa. Nhưng mà chú thấy là cái thằng này nếu như về mã thì không thằng nào vượt qua được thằng này. Riêng về cái màu mã, cái mã nó khi nó chín lên nó đỏ gấc, nó đỏ rực lên. Mà đấy đúng rồi, khi mà thơm đấy mà nếu mà mình lau qua cái rượu pha loãng ra nước ấy, mình lau qua một chút thì cái mùi thơm cái thằng luận văn này thì cực kỳ là thơm luôn. Không cái thằng nào mà qua được cái màu sắc của nó, nhưng nó có mỗi một cái nhược điểm rất hay gãy cành. Hay gãy cành và nhanh rụng cuống. Em nghĩ là do cái rụng cuống cũng là một phần là cái bản chất của cái thằng này là lẽ ra là nó chín từ hồi tháng 8 mà. Đúng rồi. Tháng 8 nó đã ăn rồi. Nhưng mình lại cứ cố leo giữ nó để đến tận Tết thì nó hay rụng cuống cũng có thể là điều đương nhiên thôi. Tại vì là nó quá mất rồi. Nó thời gian nó đeo, nó níu lại, nó thời gian nó nâu quá. Vâng. Thế cho nên lúc đấy là chạm vào là ngắt xuống là nó sẽ bị rụng hết cuống. Nó không được ra như cái thằng đào đường và cái thằng ấy này nữa. Nhưng mà thực tế là người ta khi mà người ta thờ cái thằng tiến vua đấy, người ta vẫn chấp nhận cái việc nó rụng cuống anh ạ. Nó đẹp. Người ta vẫn chấp nhận cái việc rụng cuống. Người ta vẫn thích. Nhưng mà để thì có thể là đến hàng vài tháng, có thể đến tháng 3 quả nó vẫn như vậy luôn. Năm ngoái là nhà chú có một ít lên luận văn, nhiều người ta vào vườn, người ta cắt tại vườn là 150.000 ấy. Năm ngoái nhà chú nó không bị ấy. Những cái cây đấy là cây đào đường ấy ạ. Từ ngày em nó tiếc có một vài quả, nó tiếc nó cứ để lại đi, cứ bọc vào đấy. Trắng rồi mà, trắng đẹp rồi mà. Giới này dày hơn giới nhà mình con ạ, dày hơn là cái chắc. Không như được đâu. Chú nghĩ là nó cũng phải mỏng hơn một chút thì nó mới có cái giá đấy. Tại vì ở mỏng trên này, hơn đúng không nói được chắc chắn mà Nam. Trên này chú thấy là bọn chú mua thì nó trên 1.000. Thì là nó là cái loại dày, còn cái loại mỏng đấy thì nó cũng không đến. Mỏng hơn, giới nhà mỏng hơn. Tiến vua đây nếu như mà mình có quả này mà mình không chống được tốt vào cái là rất hay xước cảnh. Rất hay xước cảnh và rụng cuống. Rụng cuống thì đến tận khi nào mà nó chín cơ, nó Tết thì nó mới rụng được cuống. Còn thì để rất hay xước cảnh, nó ngoái xước một cảnh này. Ngoái xước cảnh này mất 12 quả. Còn cái thằng này thì năm nay đã thấy vàng rồi đây, chín rồi. Thằng này năm nay là chín sớm, thu chín sớm. Bắt đầu vàng rồi đây.
Nhà chú cái này, thằng này thì có một cái bác ở trong Linh Bình chuyên ăn thích ăn của cái hàng này. Đấy, năm nào cũng cứ rất sớm đã điện lên đấy rồi, mới lên một cô ở dưới Hải Phòng nữa. Cái hàng này cái múi miếc nó rất là đều múi Nam ạ. Vâng. Nhìn bù vào nhìn cái bóc cái múi ra thì quả nó to hơn, nó thích hơn đấy nhỉ. nhìn nó quý, nhìn nó đều đặn múi lắm. Nói chung là nhà mình năm nay mà mưa nhiều mà chăm sóc mà coi như thế này vẫn đẹp lắm, vừa ở nhà vợ Nam mà là giờ nhìn là coi là không được ưng ý, nhưng mà thế này có mất mỗi vài cây kia nó đáng kể gì, cả vườn bưởi nhà mình nó rộng như thế mà mất có vài cây nữa gọi nó hơi hơi kém một chút, còn gì là quá đều rồi. Vườn bưởi Em rộng thì như em thế vẫn này bón kali năm nay, giờ năm nay là em bón là được, lần này là lần thứ tư rồi, tại vì năm nay nó quả nó mưa nhiều nó to, nhưng mà vẫn bón cái kali, em vẫn bón cái cờ rau đua. Như nhà bác ở đấy thì bác cũng mình thì bón cái cũng gì? mình thì bán chủ yếu là bán cái gọi là hàng của nó, thằng Benarut nó là hiện là chắc là cái công thức của nó là của thằng Nga Benarut đấy, Belarus, gọi là nhưng mà vẫn vẫn là cờ rau đua hay là Sun Phát ạ? Chắc là cà rua. khả năng đúng đấy, mình cũng không không để ý, nhưng là gọi Không, bây là giờ các bác bón, các bác phải hiểu rõ được cái tính chất và cái nguyên lý của từng cái loại kali đấy cơ. chính xác. Ví dụ như là cái kali cà rua thì cái hàm lượng kali của nó sẽ cao hơn. Đấy, hàm lượng kali nó thường thường nó từ 60 đến 61%. Đấy, thì cái kali cà rô đua đấy, mà cái kali thì thường thường là bên nước mình là gần như là không không có cái mỏ nào cả, không sản xuất được, mà toàn bộ là nhập khẩu hết. Mà trên thế giới nó chỉ có bốn nước là có nhiều nhất về cái hàm lượng cái mỏ kali lớn nhất, rồi đó là cái thằng Belarus này, Canada này, Trung Quốc này, mới là Israel. Thì tất cả các công ty thương mại của mình như là Hà Anh rồi là những cái công ty kia thì người ta thường thường người ta nhập khẩu về, người ta để người ta cung cấp, người ta đóng gói, người ta bán À đấy, chính thức là đấy. mình bớn gọi là hai anh Benarus vâng đấy Nam ạ. Chỉ là vâng mình cũng không tìm hiểu kỹ về những cái đấy. hàm lượng, cái Thế chỉ nhưng mà số ấy. anh ạ, cái hàm lượng của cái kali mình phải hiểu là cái hàm lượng của cái kali cà rua đấy thì nó rất cao, nó thường thường nó là 60-61%, nhưng mà trong cái thành phần của cái kali đấy thì nó cái thành phần nó kali hữu hiệu nó như thế, còn lại thì nó có một chút về cái muối ăn natri clorua ấy. Thế mà nếu như cái đấy mà mình bón nhiều quá như nhà em thì thường thường là năm nào em cũng vẫn bón cái kali ấy thôi. Nhưng mà nếu như mà mình dùng vào cái hàng cam này, cam đường, canh và những cái dòng cây có muối mà nhiều ấy, mà nếu như mình bón nhiều cái đấy quá thì cũng không tốt. Tại vì khi mình bón xuống thì cái hàm lượng clo ấy, nó cứ tồn dư trong đất nhiều ấy. Thì khi mà cây nó hấp thụ vào thì cây nó sẽ kém phát triển, mà nó gây đến sượng múi và mất mùi. Đấy. Nếu mình bón nhiều cái đấy quá nhỉ. Nhà em thì em thường thường bưởi thì em vẫn hay bón cái đấy, nhưng mà nếu như mà các bác thay đổi được về đến những cái lần sau thì mình bón cái kali cuối, mình nên bón cái kali sun phát. Nhà em thì ví dụ là một vài lần cuối thì em cũng có thể em bón một hai lần cái sun phát, hoặc là em phun trên lá bằng cái kali sun phát. Kali sun phát thì cái hàm lượng kali của nó thấp hơn, nó chỉ có 45 đến 50% thôi là cái kali hữu hiệu, nhưng mà nó bù lại thì nó lại có 18% là cái lưu huỳnh. Cái lưu huỳnh đấy thì nó lại có một cái tác dụng là nó làm cho cái mã của nó rực lên và cái hương thơm của nó bay xa ra. Anh bóc cái mũi bưởi ở chỗ anh thì có thể một bạn xa xa đã ngửi thấy cái mùi tinh dầu và cái mùi thơm của cái quả bưởi rồi, nó rất hấp dẫn đấy. Thế cho nên là cái kali đấy thì nó hàm lượng kali nó thấp nhưng nó đắt hơn nhiều, gần như là đắt. Như ví dụ như cái kali cà nó rua vừa rồi nhé, em mua là có 8.500 một cân thôi ở đây trên này. Kali đỏ hay gọi kali muối ớt đấy, nhưng mà cái kali sun phát kia như mọi năm là có thể nó đến gần 30.000 một cân rồi đấy. Đấy, nó đắt như vậy. Nên là mình làm bưởi thì đa phần thường thường như nhà em thì em vẫn chủ yếu sử dụng cái kali cà nó rua, nó cho nó rẻ, nhưng mà về đến cuối thì em vẫn kết hợp phun thêm vừa phun phun thêm cái vừa, vừa phun vừa bền đấy. vâng, phun thêm cái kali sun phát. Cái kali sun phát thì bản chất của nó vẫn là cái sản xuất từ cái kali cà rua ra thôi, nhưng mà nó người ta lấy cái kali cà rua đấy thì người ta cho tác động với một số những cái kim loại mà có gốc sun phát để nó tạo ra cái kali sun phát. Cái kali cà rua thì mình không thể phun được anh ạ, nó là cái chất thô người ta khai thác từ dưới
dưới dưới dưới quặng dưới mỏ lên là người ta nghiền người ta ấy thôi, nhưng còn cái kali sunfat thì nó được tinh chế hơn nên là phun được qua lá, cho nên là về cuối năm em đã bón gốc nhiều rồi nhưng mà thường thường là lại phải phun thêm lên trên lá nữa. Thì cái phun đấy thì cái thứ nhất là như là mình cuối năm ấy thì thường thường là mình hay xiết nước tạo hạn. Xiết nước tạo hạn để cho cây rồi. Nếu như mình cứ bón nhiều mà mình tưới nhiều cũng không tốt, cho nên là khi lúc đấy thì mình sẽ kết hợp cả phun trên cây nữa thì nó sẽ tốt hơn. Vừa hấp thụ qua lá, vừa hấp thụ qua rễ này thì mình bón cái kali bên dưới gốc thì mình tưới được đôi ba lần. Còn lại thì nó hạn đấy rồi thì vào tháng 11, tháng 12 là gần như nào như bọn em hay phun trên lá, phun lên lá nữa. Vậy là mình kết hợp vừa bón vừa phun. Vâng. Gì có thể là nó hấp thụ được tròn hơn, nó vắt kiệt cả trên cây, nó tạo đường. Mình thì không mấy khi mình dám dùng cái hướng là như Nam vừa chia sẻ này, chẳng hạn như phun qua lá đâu. Phun qua lá thì anh phải phun cái kali sunfat mới được. Chứ còn nếu mà anh phun kali clorua thì mình lại không phun được rồi. Kali clorua thì mình chỉ có bón dưới gốc thôi. Nhưng bón dưới gốc thì nó có một cái nhược điểm của cái thằng kali clorua đấy là cái thằng đấy thì nó dễ tan, dễ hấp thụ. Nhưng mà nó có nhược điểm là nó có cái hàm lượng clo trong đấy. Mà cái hàm lượng clo trong đấy thì đặc biệt là không nên dùng cho những cái cây mà có mùi vị đặc trưng, nó sẽ làm mất cái mùi đi. Ví dụ như thằng cà phê này, hồ tiêu này, rồi là sầu riêng này, mít. Đấy, nếu mà bón cái đấy vào mà những cái thằng đấy mà anh mà bón cái cà nó đua nhiều vào là mất hết mùi mà sượng múi. Thế nhưng mà cái thằng bưởi này thì như em thì em vẫn bón, tại vì cũng cái mùi của nó thì mình sau này mình miễn là cuối thì mình vẫn phun thêm cái kia vào để nó có cái thành phần lưu huỳnh để cho nó tăng cái mùi lên. Nó không ấy, tại vì là nếu như mà không bán được cái bưởi đắt ấy, mà mình bán bưởi nó mà nó rẻ mà mình cứ sử dụng cái kali sunfat ấy thì nó quá đắt. Nó gấp 3 lần, gấp đôi, gấp 3 lần cơ. Gấp thậm chí còn 4 lần ấy. Đấy, thế nhưng mà nếu mà một khi mà mình muốn làm cái để nó tăng cái chất lượng, độ đường nó cao lên thì bắt buộc phải đầu tư, phải kết hợp chứ. Ví dụ như là bưởi như ở dưới nhà bạn Đức Nhân ở dưới đấy thì bạn bán 50.000 một quả thì bón kali gì cũng được anh ạ. Không vấn đề gì cả. Nhưng mà như nhà em trên này em bán được chỉ 20.000 thôi, nhưng mà nhiều nơi bà con này chỉ bán được có 3.000 mới 5.000 thôi thì 20.000 mình nghĩ là đầu tư vào vẫn tốt mà vẫn có thể là nó cũng là vẫn là cái công chăm sóc với đầu tư của mình là vẫn còn thù nào thì chưa thể hết được, cho nên là cái giá mà cứ bán bưởi cứ từ 20-25.000 là đầu tư được rồi Nam. Em thấy là nếu như bưởi này mà cứ đạt được 15.000 trở lên là cũng làm được rồi anh ạ. Đúng rồi, 15.000 là tính nên là một gốc bưởi cứ 100 quả là cũng đã có 1,5 triệu rồi, là cũng làm được mà. Nó vẫn nhàn hơn làm những cái cây có múi khác. Làm cây cam cái cường độ chăm sóc nó còn ghê gớm hơn nhiều chứ Nam. Vâng. Mỗi cây nó có mỗi cái đặc thù chăm sóc khác nhau, nhưng mà chăm sóc cây bưởi như mình thì mình cũng không làm được đến nơi đến chốn lắm, nhưng mà mình thấy là làm nó còn nhàn hơn những người khác. Em cũng còn độc có mỗi hai vợ chồng đấy mà hai mẫu vườn này, mà em cũng còn kết hợp thêm bao nhiêu việc khác nữa đấy. Không phải là đấy, nhưng mà không phải là độc chăm sóc cái này không đâu, cho nên là thôi thì gọi là chủ yếu là cứ rảnh lúc nào thì đi vào vườn, và thời điểm nào cần cái gì thì mình hiểu được về cái vấn đề đấy thì mình làm được cái đấy thôi anh ạ. Ví dụ thời điểm nào mà cần thúc quả cho nó to thì mình bón cái gì, thời điểm nào sâu bệnh nó phát hiện thì mình bón cái gì, mình phun cái gì, và cái thời điểm nào cần tạo ngọt thì mình phải bón cái gì, thế thôi. Cái dòng này là cũng không phải là cái dòng như ở dưới kia, gọi là dòng ấy thì Nam nhỉ, cái bưởi ở dưới kia kìa, cái bưởi quả tươi hơn một chút đấy. Bưởi hoàng đấy. Bưởi hoàng. Nó chính là nó đấy. À chính nó à? Thế mình lại cứ nghĩ là nó lại khác. Không. Đây chính là nó đấy. À. Nhưng mà nó sai quá thì nó sẽ nhỏ đi đấy anh ạ.
mình nhìn như này, như là cũng gọi là dòng dòng diễn, gọi là diễn trái dài ấy. Nhìn cảm tưởng ai ý. Gọi thế nào thì gọi, nhiều người thì gọi là diễn cao thành hoặc là diễn sớm, hoặc là như bọn em thì bọn em đây thì em cũng gọi là cái bưởi bưởi hoàng, hoàng cao thành. Hoàng thì nó có hai loại, một loại hoàng tròn chín sớm vào tháng 8, hoàng này là hoàng cao thành. Đây, cái cảnh này nó xài quá, nó gãy, nó vỡ hết rồi, dền xuống rồi này, dịu tan vỡ hết xuống rồi. Làm cũng gọi là nhà em cũng trong chiếc cũng cẩn thận hết đấy chứ. Vậy là cũng mất gãy mất đôi ba cành sinh thôi. Đây, những cái cây như này thì quả như này là chất sau lượng. Này gọt là sẽ rất đẹp anh ạ. Chất lượng thì kiểu gì cũng đạt tuyệt vời luôn đấy. Này là gọt như bưởi gọt thế này là đẹp. Quá đẹp. Không bị to quá. Sau này nó cái tầm độ nó chín thì nó tầm độ 7 lạng trở lên là được. Kể cả những hàng này nó cũng rồi cũng vào hàng thịt mà không bồng đâu Nam ạ, cũng không. Nhà không, em lúc đầu vợ em cứ lo ấy, nó cứ không. Lo mà nó những cái quả to nó phải bọc lại, sợ là nó to quá sau không bán được bưởi gọt ấy. Nhưng mà giờ sợ thì nó cũng những bình hàng thường. Hàng này thì cũng không bình thường thôi, hàng này cũng vào hàng thịt được hết. Nó kiểu gì là nó cũng trên dưới một con là cũng vào hàng thịt vẫn đẹp mà vẫn chất lượng vẫn tốt thì không nó cứ dễ trái, nó chắc quả như thế cơ mà. Có phải là nó bồng đâu, nếu bồng nó chộp quả thì thường nó cao thành nhiều. Những bưởi này cả nó trái to cũng không thể bộp anh ạ. Không bộp được. Mình bón cái hàm lượng kali này cộng với silic này nó sẽ không thể làm mà xù quả, cái quả nó vẫn nhẵn quả đấy này các bạn. Đúng rồi, nó nì. Nó to nó thì to nhưng mà cái tép, cái đó. Tinh dầu của nó vẫn bóng nhẵn thế này cơ mà. Đấy, nó nhẵn, cái túi dầu của nó rất bé, nó không bị thô. Đúng đấy. Đấy, thành bưởi nó không cao mà nó không bồng được. Nó không bồng được đó. Bữa này gọi là cái bưởi bồng coi như là nó không mất đôi ba quả không đáng kể. Còn mà có thể mà mình mà lại muốn để cho nó quả cái chai nó bế xuống một chút thì coi có khi nó lại bị hơi đuối nào. Gọt là vừa, sau này là vừa. Thôi đi, anh em mình về nhà.